Chào cô chú, anh chị em trên mọi miền tổ quốc. Em là Quốc Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay em có 14 phôi vườn nguyệt quế, lá chung bông chùm. Số điện thoại em là 0907955661. Và Zalo em cũng số đó. Em ở xã An Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đó, hôm nay em nhờ anh LTK để hộ giúp giùm em. Bây giờ em đo của em này, hoành thân là 37 đó. Bây giờ em quay củ đế cho mấy anh xem. Là phôi nguyệt quế, lá chung bông chùm. Cây em là củ đế già, cây rất là đẹp. Bầu bì thì mấy anh khỏi lo, bao sống, bao ship toàn quốc. Mong cô chú anh chị em ủng hộ em đó. Rồi, củ đế rất đẹp, cây già lắm nha cô chú anh chị em. Rồi bây giờ em đo chiều cao của em nó, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị em. 79 từ chân đế tới cành ra, cành phóng ra là 7-9. Rồi cây số 1, giá của em nó là 1 triệu, mong cô chú anh chị em ủng hộ. Cây số 2 có dáng siêu siêu nghiêng. Cây này là em nó nằm trong lưu, bộ đế rất là đẹp, đế hoàng mèo rất đẹp. Đó. Cây thì già, mặt cắt thì nó nhỏ, mặt cắt thì nó nhỏ xíu xíu à, khoảng chừng 8-12 à. Đó. Cây đế nằm lưu đẹp lắm, nó bỏ gối bỏ móng guốc gì lắm. Cây này vô chậu mà trồng thành phẩm thì hết ý luôn. Giờ em đo số đo cho cô chú anh chị em xem. Hoành thân của em nó là 33. Cành phóng của em nó là 70. Từ tính từ mí rễ cho tới cành phóng là 70. Đó, cây rất là đẹp, mà cắt là nhỏ. Cây này là cây số 2, có giá là 1 triệu. Mong cô chú anh chị em ủng hộ. Em mới bứng về cắt thành ra nó còn dầm á. Hoành thân của em này là 34. Cây già rất đẹp, bộ đế thì khỏi nói đi mấy anh chị cô chú à. Thương tình ủng hộ em Út. Em thì dân công làm nhà, anh em với nhau kết hợp làm. Ở đây còn đế nữa mà, tại vì cây mình nuôi cao á, mình phải để rồi. Còn phía sau này nó quá đẹp. Cây này thì từ mí bầu cho tới ngọn là 7-9. Là em bao ship toàn quốc. Cây này có giá là 900 ngàn, cây số 3. Em quay nhà luôn, giúp nhà luôn. Rồi, em đo em này. Em này là hoành thân 43. Chiều cao của em nó 64. Em là nguyệt quế lá chung bông chùm nha. Anh chị em, cô bác, cô chú ủng hộ. Cây này là cây thứ 4, có giá là 900 ngàn. Lộn, 800 cô chú ơi. 800. Giá 800 ngàn nha cô chú. Cây số 4 á. Cây này là đẹp lắm nha cô chú. Cây này là dáng thú nè. Bằng chí này đi. Hoành thân em nó là 46. Cây này là cây mã số 5. Đây, xuống đây đây, rất lượng đẹp cô chú. Cành phóng nó từ mí bầu cho tới đây là 82.
sành phóng, và ở đây nó lăn phát đẹp lắm, già cây rất là già cây, dáng là dáng thú nha cô chú. Đó, thú nguyên một con thú, nguyên thú để bỏ móng guốc nữa chú. Cây thân rất là lắc đẹp, bên đây thì nguyên một con thú rất là đẹp. Đó, thấy không, nó dặn móng guốc không có thể nào nói, lắc hai cành, cành con và cành mẹ đều lắc hết. Cây này cây số 5, giá là 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha cô chú, ủng hộ em. Số điện thoại em là 0907 955 661, và cũng là cái số Zalo đó luôn nha cô chú. Em là tên là Quốc Tuấn, xã Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Dĩnh em rồi, hoành thân em này nghe cô chú, hoành thân của em nó là 32, chiều cao của em nó là 867. Đây cô chú coi củ đế của nó này, củ đế nó rất là đẹp, nguyệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. À, củ đế rất là đẹp. Cây này, cây này mệnh giá cây số 6, mệnh giá là 1 triệu nghe cô chú, nhớ ủng hộ em đi. Cây rất là già, bổ đế thì khỏi nói. Đó, cây trồng khi mà trồng vô chậu mà đưa bổ rễ lên quá đẹp luôn cô chú ơi. Đây cô chú coi cây bổ đế này, em xài đế không có thể nào nói nè, đế chảy đều hết trơn luôn mà bỏ móng guốc, nói chung là không có bỏ cọng rễ nào luôn. Cô chú coi đế nè, để em quay vòng tròn cho cô chú xem. Đó, em của nó thú lắc. Đó, để em đo hoành thân của nó nha cô chú, chưa mua nổi cái ghế quay cô chú ơi. Hoành thân là 34, hoành thân là 34, bệ phóng của em nó là 57. Ủa chưa, lột số cô chú ơi, 90, anh phóng chiều bay có cốt cành, cô chú rất dễ chơi, muốn xương xương hay đây cô chú muốn chơi kiểu nào chơi thì cô chú về cắt lại cho nó thành phẩm. Cành bay củ đế rất là đẹp, da cây rất là già, mặt cắt thì nó nhỏ thôi, mặt cắt nó rất là nhỏ. Đó, cô chú anh chị em ủng hộ em. Đó, cây này cây số 7, giá là 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc. Đó, cô chú thì không có tốn tiền gì nữa hết, chỉ nhận cây là trả tiền, bưu điện nó thu hộ giùm em. Đây là cây số 7 nha, cây số 7 cô chú giá 1,2 triệu. Cây số 8, anh đo hoành thân em này cho cô chú xem, hoành thân là 40, chiều cao của em nó là 58. Cây này củ đế dữ lắm nè cô chú. Cây này là cây số 8 nè cô chú. Cây này cây số 8, giá là 900.000, em bao ship toàn quốc. Củ đế nè cô chú ơi, thân em nó lực. Em mới mua về em sạc cây là chưa có ấy nè cô chú, chưa có vệ sinh. Cô chú coi nè, đế không có thể nào nói. À, cô chú thấy không, này, em nó già lên gân guốc, em chưa có chùi rửa gì hết. Trồng em làm cây là chừa rễ cám cho nó mạnh cơ. Em bao sống, bao ship toàn quốc. Cây này cây số 9, cây số 8 giá 900 nha. Cây số 8 giá 900 ngàn nha cô chú. Yeah. Rồi, cái này củ đế này cô chú. Cô chú xem củ đế giùm em. Em quay nhà làm khi có gì sơ sót cô chú bỏ qua giùm em. Cây của nó em củ đế nè, cô chú thấy không? Nó liền nó lọn. Cái này cây số 9. Cái này cây số 9 nha cô chú.
Anh đo hoành thân cho cô chú. Hoành thân là 40. Chạy qua ngay cho nó giá. Hoành thân là 40. Chiều cao là 68. Cái này cây số 9 nha cô chú. Giá 900k. Giá 900.000. Bao ship, bao sống. Bao ship toàn quốc nha cô chú. Tại vì lô này em mới giao lưu lô đầu, ra em bán giá cũng rất là mềm. Để cho cô chú chơi. Cái này cây số 10. Cây số 10 lùng lực bông sai. Chủ yếu là cây có thấy cắt là em mua. Mà phải già cây mà đúng là lá chung bông chùm em mua. Hoành thân là 39. Củ đế của em nó nè cô chú. Nè cô chú thấy không? Để cái tay để cho cô chú so phân biệt nè cô chú. Đó, củ đế bỏ đều chứ rễ dảnh là chuyện không có nè cô chú. Cây rễ cám em làm bầu rất là mạnh cô chú nè, hậu em. Chiều cao là 42. Đó, lá chung bông chùm nè, em bứng bứng về để được gì đó. Thành ra clip đầu em bán vậy. Cái này cây số 10, giá là 900 nghe cô chú. Rồi cô chú ơi, em mấy cây này nó lớn quá, nó to quá nên không có thể nào để cái quay được đó cô chú. Bây giờ em đo em này nghe cô chú. Hoành thân của em nó là 54. Hoành thân của em nó là 54 nghe cô chú. Chiều cao của em nó là 125. 1 thước 25 đó cô chú. Củ đế thì cô chú thấy nè. Đó. Quay vòng củ đế cho cô chú xem. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cái này cây thứ mấy cây? 11. Cái này là cây thứ 11. Cái này cây thứ 11 nha cô chú. Là giá là 2.600.000. Bao ship bao sống toàn quốc. Bởi vì cây này đó cô chú ơi, nó nặng lắm. Anh em khiêng không có nổi mới để lên xe này nè. Xác nó lớn rồi cô chú. Phí cũng nặng lắm. Phí nó nặng lắm cô chú. Cô chú. Bao ship bao sống bằng quốc cô chú. Giá là 2.600.000 thôi cô chú. Rồi. Cái cây 12. Cái cây 12. Hoành thân của em nó là 57. Chiều cao của em nó là 47. Cái này là giá 2 triệu bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú. Đúng bonsai. À, đế thì cô nè cô chú. Bó đều lực cây lùng lực. Là giá 2 triệu bao ship bao sống toàn quốc. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Nè, bứng bứng cái bầu dẫn ra bông nè cô chú. Cô chú thấy không? Nè, lá chung bông chùm. Cái bông của nó nè, vẫn còn mang bông. Em làm bầu chất lượng lắm cô chú. Đó. Rồi, cây này là giá 2 triệu, cây mã số 12. Cây 13 cô chú ơi. Cây 13 con cô chú. Cây 13. Cây mã số 13. Hoành thân là 50. Củ đế rất đẹp nha cô chú. Thân lắc luôn. Chiều cao là 1m. Cái này số 13 nha cô chú. Bao ship bao sống toàn quốc. Giá là 2.800.000. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cây này nó nặng lắm cô chú. Không có di chuyển được. Rồi, cây thân thì nó lắc nè cô chú. Lắc mà lực cây. Năng chậm 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 chậm. Củ đế thì đế thú. Đục. Có nồi. Nãy em báo là clip em là 14 cây. Có 1 cây á. Bởi vì em bứng về em định chơi á. Rồi tược nó non quá. Thì cô chú mua á. Thì em không có vận chuyển được. Nó bị gãy tược á. Thành ra em clip này là 13 cây. Số điện thoại em là 0907 955 661 nha cô chú. Và cũng là số Zalo đó. Em là Quốc Tấn, xã Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng.